Nửa đêm thấy anh Rap đi bộ trên đường, hỏi chuyện thì mới biết sự thật khiến ai nấy khùng khỏi xót thương. Xe đâu mà đi bộ vậy? Hả? Mắc hả? À? Anh xe gì mà mắc? Mới đây một tình huống không ngờ đã xảy ra vào lúc giữa đêm khuya thanh vắng. Nam thanh niên đang đi trên đường thì bắt gặp một anh tài xế công nghệ đang đi bộ, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi và thất thần. Tuy nhiên, khi đến để hỏi thăm thì mới biết sự thật khiến ai cũng chạnh lòng. Theo đó, anh chàng đã chạy thêm cuốc xe ban đêm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống. Như thường lệ, anh chàng cũng đứng chờ khách. Tuy nhiên lúc này vì mệt mỏi nên anh đã chợp mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng trong lúc anh đang nghỉ ngơi thì kẻ xấu đã lợi dụng sơ hở và lấy đi mất chiếc xe của anh. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn, chiếc xe, phương tiện mưu sinh duy nhất của anh đã không cánh mà bay. Xe đâu mà đi bộ vậy? Hả? Mắc hả? Bán xe gì mà mắc? Đi làm bị mắc hả? Còn mệt đâu, không ngon. Chết mẹ rồi. Hả? Ở đâu? Không. Chết mẹ. Giờ gì đâu? Gì đâu? Còn lên đi chạy dân khúc nè. Sau khi biết nguyên do khiến anh tài xế phải đi bộ thất thần trên đường thì nam thanh niên cũng đồng cảm bởi cùng là đồng nghiệp, nhưng anh tài xế lại không may mắn khi bị mất đi chiếc xe kiếm cơm hàng ngày của mình. Nam thanh niên sau đó có ý mời anh lên xe để giúp anh về nhà một đoạn. Tuy nhiên anh chàng đã từ chối nên nam thanh niên cũng không dám làm phiền thêm nên đã để cậu ấy đi bộ cho lâu về đến nhà, bởi anh ấy cũng cần đủ thời gian để chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Nghề chạy xe ôm công nghệ vào ban đêm tuy mang lại cơ hội kiếm thêm thu nhập nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng lo ngại. Một trong những mối nguy hiểm lớn nhất mà các tài xế thường xuyên phải đối mặt là nguy cơ bị những kẻ xấu lợi dụng những sơ hở để cướp giật. Ngoài nguy cơ bị cướp giật, các tài xế còn phải đối diện với nhiều tình huống nguy hiểm khác. Việc đón khách vào những khu vực hẻo lánh, ít người qua lại hay vào những khung giờ khuya muộn đều có thể đặt họ vào tình huống nguy hiểm. Bởi trước đó đã có những trường hợp tài xế bị lừa vào khu vực nguy hiểm để đe dọa cướp tài sản và gây hại đến tính mạng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!